Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Hack News số 36. Tối nay thì do có một số lỗi kỹ thuật nên mình sẽ không xuất hiện trước ống kính nữa. Và bây giờ thì mình sẽ vào chương trình luôn. Chắc có lẽ là từ khóa hot nhất trong tuần qua chính là Samsung Galaxy J7 Fold. Và thông tin đầu tiên mà mình mang đến cũng liên quan đến chiếc máy này. Gần đây thì đã xuất hiện một đoạn video trên YouTube về cuộc thử nghiệm khả năng chống nước của chiếc Galaxy J7 Fold. Một vlogger trên YouTube đã tiến hành thử nghiệm xem khả năng chống chịu nước của chiếc điện thoại này. Anh ta đã chia ra hai lần thử nghiệm, lần thứ nhất là trong khoảng thời gian 30 giây và lần thứ hai là đến tận 1 phút. Sau hai lần kiểm tra thì chúng ta thấy là chiếc điện thoại vẫn hoạt động bình thường, lẫn cả việc sạc vẫn không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên thì đây vẫn chỉ là video thử nghiệm khả năng chống chịu nước của chiếc Galaxy J7. Còn như nhà sản xuất cung cấp thì thiết bị này không có khả năng chống chịu nước. Theo bạn nghĩ thì chiếc máy này có khả năng chống nước hay không? Hay là Samsung muốn che giấu tính năng này? Xin mời các bạn chia sẻ bên dưới. Vào ngày 23 tháng 9 vừa qua thì những hình ảnh thực tế đầu tiên của chiếc Moto M đã xuất hiện. Moto M có tên mã là XT1662 sẽ được Lenovo ra mắt tại Trung Quốc trong thời gian không lâu nữa. Sản phẩm còn được biết đến với một cái tên gọi khác là Kung Fu. Ngoài ra thì một phiên bản quốc tế có tên mã là XT1663 cũng sẽ được bán ra. Tuy nhiên có thể sẽ chỉ giới hạn ở khu vực châu Á. Phiên bản quốc tế của Moto M XT1663 từng xuất hiện trên GFX Band với cấu hình được ghi nhận gồm màn hình 4.6 inch có độ phân giải là Full HD, vi xử lý MediaTek MT6750, lõi 8 phân nhiệt 1.9 GHz, có dung lượng RAM là 3GB kèm bộ nhớ trong 32GB, bộ đôi camera sau và trước có độ phân giải lần lượt là 16 và 8 megapixel. Các công ty sản xuất điện thoại Ấn Độ luôn được tiếng là cho ra những mẫu smartphone giá rẻ, hỗ trợ nhiều tiện ích cho người dùng. Mới đây thì DataWin đã giới thiệu một smartphone có giá siêu rẻ và kết nối 4G không giới hạn. Theo đó thì nhà sản xuất điện thoại DataWin đang có kế hoạch tung ra thị trường Ấn Độ một smartphone 4G có giá trong khoảng 45 đến 75 đô la Mỹ. Điều đáng nói ở đây là công ty này cho biết người dùng smartphone giá rẻ này sẽ được kết nối mạng 4G không giới hạn với một mức giá không đáng kể, thậm chí là người nghèo còn được sử dụng miễn phí. Dự kiến là DataWin sẽ hợp tác với một nhà mạng tại Ấn Độ và sau đó tung ra chiếc điện thoại này. Các thông tin cho biết smartphone của DataWin sẽ sở hữu cấu hình gồm RAM 1GB, ROM 8GB. Phiên bản cao hơn sẽ có RAM 2GB, ROM 16GB hoặc là RAM 3GB, ROM 32GB, nhưng không rõ là chip xử lý gì và camera sẽ ra sao. Trước đây, AnTuTu thống kê cho thấy Zenfone 3 Deluxe với chip Snapdragon 821 đạt điểm sức mạnh lên tới 158.000 điểm. Tuy nhiên thì điểm sức mạnh của mẫu Xiaomi Mi 5S vừa rò rỉ cho thấy điểm số còn cao hơn nhiều. Theo đó thì trên AnTuTu 6.1.9, mẫu smartphone Mi 5S với chip Snapdragon 821 đã đạt điểm số sức mạnh lên tới 164.000 điểm. Tuy vậy, có thể nói rằng tính tới thời điểm này, mặc dù chưa ra mắt nhưng chiếc Mi 5S là một smartphone Android mạnh mẽ nhất hiện nay. Theo như lời mời gửi báo chí thì Xiaomi sẽ có một sự kiện vào ngày 27 tháng 9 tới đây. Dự kiến là Mi 5S sẽ là chiếc smartphone đầu tiên trang bị công nghệ quét phương Tây ngay dưới màn hình. Chip Snapdragon 821, RAM 6GB, ROM 256GB cùng với màn hình là 5.15 inch. Ngoài ra thì các thông số khác của Mi 5S cũng xuất hiện gồm camera 16MP với khẩu độ f1.8 cùng dung lượng pin là 3490mAh. Và vừa rồi là những thông tin công nghệ nổi bật và đáng chú ý trong tuần vừa qua. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Hack Channel. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.